Chào mừng các bạn trở lại với bản tin chiến sự 24 giờ qua, cập nhật đến khoảng 12 giờ ngày 12 tháng 7, tức là khoảng 8 giờ sáng của Ukraine. Tin nóng nhất là hội nghị NATO đang diễn ra, và vì là hot quá nên thôi mình sẽ không đưa tin nữa. Theo kết quả sơ bộ nhất liên quan đến Ukraine thì chính thức là không thể vào NATO lúc này. Trước đó thì Zelensky có yêu cầu tín hiệu rõ ràng và NATO cũng nói sẽ có tín hiệu rõ ràng trong hội nghị. Và tín hiệu đó là không nhé, cứ để Nga thua đi rồi tính tiếp. Còn trên chiến trường thì hôm nay Nga đang bung quân, quẩy nát trên toàn bộ mặt trận. Chúng ta điểm qua vài tin tức trước khi tới với chiến trường nhé. Hôm nay có hai tin thiệt hại từ Nga, một là chỉ huy trưởng quân khu phía Nam của Nga, Trung tướng Oleg Stokov thiệt mạng do ăn Storm Shadow. Tin thứ hai là cựu thuyền trưởng tàu ngầm Risky bị ám sát bởi võ sư của Ukraine. Chúng ta thấy vụ một là do quân đội Ukraine thực hiện, có giá trị và ý nghĩa về mặt chiến sự. Còn vụ thứ hai là do tình báo Ukraine thực hiện, một vụ ám sát một người không còn liên quan đến quân đội thì chẳng có ý nghĩa gì ngoài cái việc làm người Nga giận dữ và trả đũa. Chúng ta thấy cách làm của tình báo Ukraine chẳng được cái gì cả ngoài mấy vụ phá hoại để khiến Nga trả đũa, gây thiệt hại thêm cho Ukraine. Hôm qua thì Thổ Nhĩ Kỳ đã bật đèn xanh để Thụy Điển gia nhập NATO, còn láng giềng họ Phần Lan mới gia nhập đầu năm nay thì hôm qua ông thần Antti Lindtman, ứng cử viên thay thế lãnh đạo của Đảng Dân chủ Xã hội Thụy Điển, đã rõ rỉ một tấm hình trên mạng. Vâng, phát xít ở khắp châu Âu anh em ạ. Liên quan đến bom chùm, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga nói rằng Nga sẽ buộc phải sử dụng các vũ khí tương tự để chống lại bom chùm do Mỹ viện trợ cho Ukraine. Nhân tiện, trên hình ảnh là danh sách các loại bom chùm của Nga, số lượng thì khỏi nói. Và đây là cập nhật chiến sự, chúng ta sẽ đi ngay vào các điểm mới nhất và nóng nhất. Ngay khi lên video của chiều hôm qua thì tại khu vực Liman có tin báo là Nga đã thành công chọc thủng hàng phòng ngự của Ukraine tại Toske. Cập nhật gần nhất tới 5 giờ sáng, Nga đã vượt qua lớp phòng ngự bên ngoài và tiếp cận được vào khu làng. Ukraine yếu thế và đang phải bổ sung quân dự bị để chống trả, giao tranh đang diễn ra. Nên nhớ, Toske là một pháo đài từ năm ngoái, Ukraine đã xây dựng phòng tuyến rất vững chắc ở đây. Không chỉ vậy, ở Novogo, ngay chiều hôm qua, Nga cũng đã cho tổ chức bất ngờ nhiều mũi tấn công lớn vào các khu vực đóng quân của Ukraine, khiến cho Ukraine thất bại. Sau đó, Ukraine tổ chức lực lượng rất lớn quay lại tái chiếm, nhưng cập nhật tới gần đây nhất báo cáo lúc 4 giờ sáng thì Ukraine đã thất bại. Như vậy, Nga đã chiếm được một khoảng như hình. Kết quả này tạo bàn đạp thuận tiện để Nga lấy lại nốt cái khu vực Makhivka. Nếu Nga lấy tiếp được Makhivka kết hợp với việc lấy được Toske thì trên bản đồ toàn bộ khu vực đánh dấu ở đây sẽ bị cắt đứt hoàn toàn tiếp tiếp tế và sẽ bị Nga dễ dàng thu hồi lại. Ở chiến trường Adipka, như video hôm kia thì đã ghi nhận khu vực lớn ở đây đã bị Nga chiếm, và hôm qua thì Nga lấy thêm một đoạn ở phía dưới. Cập nhật từ chiều qua đến hôm nay, Nga lại tiếp tục đẩy lùi các mũi tấn công của Ukraine và phản công trở lại với hiệu quả không ngờ. Cánh phía trên, Nga đã tiến sát công sự ở khu vực Renvino như hình. Còn cánh phía dưới, Nga đã áp sát tiến quân vào khu vực Latoskine này. Đây là một dấu hiệu cực kỳ nguy hiểm vì rõ ràng nếu cắt chiếm được toàn bộ khu vực này như hình thì toàn bộ khu vực Adipka bị cắt đứt với bên ngoài. Cập nhật tới thời điểm mới nhất, Ukraine vẫn thủ được ở trong các khu vực định cư, còn Nga kiểm soát toàn bộ khu vực ở cánh phía ngoài, chưa có thông báo chiếm được ở các khu vực này. Bây giờ chúng ta sẽ đi từ dưới lên trên nhé. Tại khu vực Kherson, hôm qua đưa tin Nga tấn công Kinzhal vào một sân bay ở Nikolaev. Sơ bộ thì đã có video ghi nhận thiệt hại của các cơ sở bảo dưỡng và sửa chữa máy bay chiến đấu của Ukraine tại đây. Còn tại cầu Antonov, hôm nay Ukraine tiếp tục đổ bộ và Nga cũng tổ chức các mũi tấn công để nghênh đón. Ngoài ra, ghi nhận các cuộc pháo kích chính xác của Nga khi phát hiện các toán lính Ukraine quay lại đồn trú tại các khu vực ở đầu cầu và đã tiêu diệt các toán lính này. Đồng thời, Nga tăng cường sử dụng UAV quan sát, tìm diệt các tổ hợp vũ khí cũng như các tác chiến điện tử của Ukraine trên bờ Tây bên kia, cơ bản không có diễn biến gì lớn. Tại khu vực Kharkiv, hôm qua đến nay không có ghi nhận giao tranh, nhưng đồng thời ghi nhận một số binh lính của lữ đoàn 128 Sơn Cước ra hàng. Họ nói rằng họ đã bị đẩy ra tiền tuyến và họ biết chắc họ sẽ nhận phải cái chết nên quyết định ra hàng. Đồng thời xin rằng đừng có thảo ra. Tại chiến trường Orykiv, khu vực Robotyne, hay giờ đây phổ biến với cụm từ quảng trường Kresly vì ở đây đã tiêu diệt quá nhiều loại phương tiện này. Như đưa tin, hôm qua đợt tấn công thứ 3 của Ukraine đã khoét tiếp vào khu vực như hình. Cập nhật đến nay diễn biến như sau. Mũi thứ 3 tiến vào và bị Nga tấn công rất gắt. Ngay lập tức Ukraine tổ chức viện binh đánh đợt 4 trên toàn tuyến để yểm trợ, kéo giãn quân Nga. Sau đó, Ukraine đã tiến được lên toàn bộ khu vực này. Tuy nhiên, thông tin gần đây nhất cho biết Ukraine đã bị đẩy lùi hoàn toàn ra phía sau và vẫn chiếm được một khoảng nhỏ ở đây thôi. Như vậy là vẫn kịch bản tương tự, tiến vào rồi lại bị đẩy ra. Chắc cứ đánh như thế này thì mình chỉ cần mô tả ngắn gọn diễn biến là y chang hôm qua là được. Tại khu vực mỏm đá có ghi nhận diễn biến mới, đó là ở đây đang xuất hiện rất nhiều lữ đoàn mới thay thế cho các lữ đoàn cũ. Tối qua Nga mở các mũi tấn công lên phía trên theo hình và bị Ukraine đẩy lùi. Đồng thời Ukraine cũng kết hợp tấn công trên toàn tuyến và có kết quả khả thi khi Ukraine gần như đã đẩy hoàn toàn Nga ra khỏi khu vực hồ ở phía trên của Pridune. Có thể nói đây là kết quả khả quan nhất của Ukraine trên toàn chiến trường. Ở Vulila không có gì, hai bên tổ chức pháo kích là chủ yếu chứ không động binh. Ở Marivka, phía Nga vẫn pháo kích và tổ chức một mũi tấn công xuống các khu làng nhưng không có kết quả gì. Ở Adipka thì đầu video chúng ta đã mô tả kỹ rồi. Đi vào chiến trường Bakhmut, chúng ta nhớ hôm qua một đội quân mấy nghìn người của Ukraine đang bị cầm chân tại làng Klitschka. Diễn biến cập nhật như sau, chiều hôm qua tới nay Ukraine không làm được gì ở khu làng này và Nga bắt đầu phản công trở lại. Có thông tin Ukraine đang bị đẩy lùi khỏi khu vực làng và đẩy sát ra sau vào cái thời điểm mà 5-6 ngày trước. Buổi chiều thì Ukraine vẫn mở thêm hai mũi tấn công ở khu làng phía dưới nhưng không có kết quả gì. Theo thông tin mới nhất thì Ukraine đang quay trở lại và chọc được một chút vào sườn Bắc, nhưng nói chung mình nghĩ không làm ăn được gì, phải cố đánh để không bị gọi là ngồi chơi thôi.
ở trung tâm Bakhmut không có cập nhật gì. Và ở sơn bắc, Ukraine vẫn tiếp tục tấn công vào Bekhivka. Tối qua, Ukraine đã tiến được vào tận phía trong ngôi làng, sau đó bị Nga phản kích đẩy lùi ra phía sau và đẩy lùi thêm vài trăm mét bên ngoài bìa làng. Hiện nay, Ukraine đang mở đợt tấn công mới và chưa có cập nhật gì thêm. Các mũi phía tây của sơn bắc không có kết quả gì. Đi lên phía chính bắc, Ukraine có chiếm được một khoảng đất ở đây và chưa bị đẩy lùi. Chiến lược ở vị trí chính bắc này thì chúng ta đã nói nhiều rồi nhỉ. Như vậy tổng quan thì chiến trường Bakhmut, Ukraine vẫn không đạt được cái thành quả gì đáng kể. Ở khu vực Liman, chúng ta đã nói ở đầu video rồi. Và lên khu vực mỏ ở Kupian hôm nay ghi nhận một vài mũi tấn công chính xác của cả hai bên. Nga vẫn tiếp tục pháo kích qua lại và đặc biệt có tiêu diệt được anten phản pháo của Mỹ tại đây. Đây là mất mát cũng đáng kể của Ukraine khi sẽ làm giảm cái khả năng đối đầu với pháo của Ukraine trong thời gian tới. Toàn bộ khu vực biên giới phía bắc chúng ta có tin mới là chúng Wagner tuyên bố sắp quay trở lại rồi. Và có thông tin cho rằng tại biên giới này, Nga đã chuẩn bị một lực lượng lên đến 300 đến 400 nghìn quân. Chắc chắn đây là chiến trường Nga tập trung đánh lớn vì về mặt công sự, khu vực này Ukraine tổ chức rất thưa thớt các địa điểm cố thủ của mình. Và ở đây Ukraine cũng phải dồn quân về đây để chuẩn bị chống chọi lại Nga. Chiến trường Kharkov với Nga có ý nghĩa về mặt vùng đệm và ý nghĩa về mặt lịch sử rất lớn vì đây được coi là thủ đô lịch sử của Ukraine Xô Viết và cũng là khu người dân Nga sinh sống rất nhiều. Đây cũng là thành phố đông dân thứ hai của Ukraine và Kharkov là một trong những trung tâm công nghiệp lớn nhất của Ukraine. Công nghệ cao, kỹ thuật điện, công nghiệp điện tử, kỹ thuật giao thông và nông nghiệp, chế tạo dụng cụ điện tử vô tuyến, công nghệ hàng không vũ trụ, tất cả đều nằm ở Kharkov. Có thể nói đây là thành phố Hồ Chí Minh của Ukraine. Tổng kết, lúc hội nghị NATO đang diễn ra thì Ukraine lại để Nga tung hoành khắp các chiến trường. Nga chào đón hội nghị bằng rất nhiều chiến thắng trên khắp các mặt trận, từ việc đẩy lùi các cuộc tấn công của Ukraine đến việc chiếm thêm các vị trí chiến lược quan trọng. Vậy là chúng ta đã điểm qua toàn bộ chiến sự. Kết thúc video, chúng ta sẽ đến với vài hình ảnh về quảng trường Bradley ở Robotyne nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video.